Xin chào tất cả các em, cô sẽ giới thiệu đến các em phần write trong nội dung của Unit 3 của chương trình tiếng Anh lớp 8. Và trong bài write này chúng ta sẽ được viết cách mà mô tả về những cái vật dụng ở trong một căn phòng, ví dụ như là phòng ngủ hay phòng khách hoặc là phòng bếp của chúng ta. Vậy thì nội dung của bài này sẽ xoay quanh những cái giới từ mà chúng ta đã được học về vị trí ha. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Trước khi đi vào bài tập cụ thể thì cô sẽ hướng dẫn một số từ vựng cho chúng ta. Từ đầu tiên, wardrobe. Okay. Wardrobe là chiếc tủ đựng quần áo. Thay vì mình nói từ cupboard, cupboard là cái tủ đựng ly chén rồi, thì wardrobe là tủ quần áo. A tower rack. This is tower rack. Mình học từ tower là cái khăn, đúng không? Tall rack chính là cái giá để treo những cái khăn này. Tiếp theo là a jar. This is a jar. Đây là cái lọ hoặc là cái bình. Rồi, cô có từ tiếp theo, a folder. Từ này rất là quen thuộc nếu như bạn nào hay sử dụng máy tính. Từ folder chính là hồ sơ hoặc là tập giấy tờ. Nhưng ở trong máy tính của chúng ta, folder là một cái thư mục để lưu trữ. Rồi, a vase of flowers là một cái bình hoa, lọ hoa hoặc là bình hoa. Đây là những cái từ vựng mà sẽ xuất hiện ở trong nội dung của bài chúng ta sẽ sắp viết. Bây giờ chúng ta đến với bài tập đầu tiên. Read the description of Hoa's room and find out the prepositions of play. Chúng ta sẽ đọc một cái bài mô tả về căn phòng của bạn Hoa. Đây là phòng của Hoa ha. Và sau khi đọc bài này thì cô yêu cầu chúng ta là sẽ tìm những cái giới từ mô tả vị trí ở trong căn phòng này. Thì cô sẽ giới thiệu cho chúng ta sau khi mình đọc bài này ha. Now listen. This is Hoa's bedroom. There is a desk on the left of the room. On the desk, there are many folders, and above the desk, there is a bookshelf. There is a bed near the desk. On the right side of the room, there is a window. There is a wardrobe beside the window. The wardrobe is opposite the desk. Vậy thì trong bài này người ta giới thiệu với chúng ta biết căn phòng của Hoa như thế nào đây. Đây là phòng của ngủ của Hoa. Có một cái bàn học ở phía bên trái của căn phòng. Các em nhìn vào bức tranh này thì phía bên trái của căn phòng có một cái bàn học. Bây giờ cô sẽ chỉ cho chúng ta luôn ha. Rồi, các em quan sát lên đây. This is the left, on the left. There is a desk on the left of the room. Đây chính là cái bàn học ở phía bên trái. Rồi, người ta mô tả tiếp. Ở bên trên cái bàn có rất là nhiều cái tập đựng hồ sơ ha, hay là cái tập tài liệu của bạn ấy. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Và ở bên trên cái bàn, above, có một cái giá sách. There is a bed near the desk. Có một chiếc giường ở cạnh cái bàn học. On the right side of the room, ở bên phải của căn phòng. There is a window. Đây là cái cửa sổ. Rồi, có một cái tủ đựng quần áo ở bên cạnh cái cửa sổ. Và cái tủ quần áo đó thì đối diện với cái bàn. Nó là sự mô tả rất là rõ ràng. Vậy thì trong bài này có sử dụng những cái giới từ nào đây? On the left of the room, on the right side of the room, near, above, next to the right of, in the middle of. À, trong bài này thì không có nhắc đến từ in the middle, nhưng mà cô sẽ thêm vào cho chúng ta biết. Beside. Và người ta có sử dụng từ beneath là ở bên dưới ha. Bây giờ có sử dụng game cấu trúc days hoặc là there để chúng ta mô tả có vật dụng gì đó khi sử dụng để mô tả cái vị trí của vật dụng nào đấy trong gia đình mình ha. Bây giờ dựa vào nội dung của bài số 1 là người ta mô tả phòng của bạn Hoa, chúng ta sẽ được thực hành bằng cách mô tả căn bếp. Write a description of this kitchen. Rồi, đây chính là căn bếp nhà bạn Hoa luôn. Và ở bài này thì người ta có gợi ý cho chúng ta những cái từ để chúng ta viết thành câu. Tuy nhiên nó chưa phải là một câu hoàn chỉnh. Thì cô sẽ gợi ý từng câu hoàn chỉnh cho chúng ta luôn ha. Rồi, câu đầu tiên.
Người ta gợi ý cho mình từ this và Hoa's kitchen. Chúng ta sẽ thêm động từ vào. This is Hoa's kitchen. Number 2. Có sử dụng cấu trúc there, đúng không nào? There is a refrigerator on the right corner of the room. Đây, this is the refrigerator. Nó ở bên góc bên phải của căn phòng. Rồi, tiếp theo, người ta lại mô tả cái refrigerator này với sử dụng từ next to, đúng không? Bên cạnh cái refrigerator đó là cái bếp. Next to the refrigerator, there is a stove and oven. Cái bếp và lò nướng. Rồi, câu số 4. On the left side, ở bên trái của oven, đúng không nào? Người ta sử dụng oven này. Ở bên trái của cái bếp, cái lò này là cái bồn rửa, đúng không? Bồn rửa và cái giá treo khăn này các em có thể nhìn thấy. On the left side, chỗ này bị đánh sai rồi. On the left side of the oven, there is a sink and next to the sink is a towel rack. Okay. Mình có thể viết thành một câu hoàn chỉnh như vậy. Number 5, câu số 5. Mình sẽ viết tiếp đối với this rack counter. Và ở vị trí nào so với cửa sổ và cái kệ, đúng không? The dish rack is on the counter to the left of the window and beneath the shelf. Cái giá đựng đĩa này thì nằm ở bên trên cái bệ bếp ở phía bên phải của cái cửa sổ. Cái cửa sổ ở đây thì nó nằm ở phía bên phải này, đúng chưa nào? Và ở bên dưới của một cái kệ, ha, shelf. Mình tiếp đến câu số 6. Ở câu số 6 cô gợi ý luôn. On the shelf and on the counter beneath the window. Ở trên cái kệ sách. Sorry, ở trên cái kệ đựng bát á, và trên cái bộc cái bệ bếp. Nhưng lại ở bên dưới của cái cửa sổ thì có những cái hũ. There are jars of sugar, flour and tea container. Ta có thể thấy là có những cái hộp đựng gia vị, được chưa nào? Rồi, in the middle, ở bên giữa, ở giữa của cái căn phòng bếp này là một cái bàn, đúng không nào? Mình sẽ giới thiệu như sau. In the middle of the kitchen, there is a table and four chairs. Có một cái bàn và bốn cái ghế, có đúng không nào? Rồi, the lighting fixture là cái điện á, đèn chùm á. The lighting fixture is above the table and beneath the lighting fixture is a vase with flowers. Cái đèn chùm này thì nằm ở trên, bên trên cái bàn và ở dưới cái phía đèn chùm đó là một cái bình hoa. Đó chính là những gợi ý mà cô đã giúp chúng ta viết thành câu hoàn chỉnh để mô tả căn phòng bếp này. Các em có thể viết lại những câu này thành đoạn văn hoàn chỉnh ha. Rồi, sau khi mà hoàn thành bài tập số 2 thì nhiệm vụ mới của chúng ta đó là gì đây? Number 3, bài tập số 3. Người ta yêu cầu mình write a description of a room in your house. Bây giờ chúng ta sẽ tự viết về một cái căn phòng trong gia đình của chúng ta. Refer to the above paragraph. Có thể dựa vào những cái gợi ý ở trên bài, hai bài tập mà chúng ta vừa mới làm. Thì cô đã có một gợi ý về phần write number 3 này cho chúng ta. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta viết với một bài viết tham khảo. Các em có thể tham khảo, sau đó sử dụng những cái ngữ liệu này để viết về bài của mình. My room, phòng của tôi, thì đây chính là căn phòng ngủ của mình. My room is on the second floor. Phòng của tôi nằm ở trên lầu 2. It's quite a big room and very light, because there are two windows overlooking the garden. Nó là một căn phòng rất là lớn và sáng sủa bởi vì có đến hai cái cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. My desk is between the window and my bed is against the wall opposite the desk. Cái bàn học của tôi thì nằm ở giữa hai cái cửa sổ và giường ngủ của tôi thì nằm đối diện lại cái bức tường mà
À, giường ngủ của tôi nằm quay lưng lại với cái bức tường đối diện với cái bàn học. There's an armchair near the desk, and behind the armchair, there's a wardrobe. Có một cái ghế tựa nằm ở gần cái bàn học. Và đằng sau cái ghế đó là một cái tủ đựng quần áo. Opposite them, đối diện với chúng, there are chests of drawers with bookshelves next to it. Đối diện với nó là một cái những cái bức vẽ với những cái sorry cái bookshelf là cái kệ sách ha, nằm ở bên cạnh. I'm very blessed with my room. Sorry, I'm very pleased with my room. Tôi rất là hài lòng với căn phòng của mình. Thì như mô tả thì đây là một căn phòng rất là lớn, rất là rộng mà có rất là nhiều đồ đạc ở trong này, đúng không? Các em có thể dựa vào bài này để viết về căn phòng của chúng ta. Hãy sử dụng những cái cấu trúc they, there và những cái giới từ chỉ vị trí mà mình đã được giới thiệu, được học ở trong bài số ở trong bài tập số 1 ha. Vậy là cô vừa mới giúp chúng ta hoàn thành xong nội dung của bài write. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại ở những bài học sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.